Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng trên kênh YouTube Nhà Đất Hồng Sơn. Buổi chiều hôm nay mình đang có mặt tại phường Bình Chuẩn thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để review cho khách hàng một căn nhà một trệt hai lầu. Căn nhà này có diện tích là chiều ngang 4m và chiều dài 16m, thổ cư 100%. Căn nhà này thuộc hướng Tây và có con đường phía trước rộng khoảng 8m thông. Nhà này mình tiện vừa ở vừa mở văn phòng công ty, kinh doanh buôn bán ở đây rất là tốt nhé. Đây là con đường thông đang xây dựng, đang có vài căn đang gửi bên mình bán. Nhà này ngay chợ Phú Phong, gần ngã tư miếu Ông Cù. Nhà này cách vòng xoay An Phú chỉ khoảng 3 km và cách ngã tư miếu Ông Cù khoảng 500m thôi. Quý anh chị khách hàng nào có nhu cầu đi xem thì alo cho mình, hẹn gặp mình ngay ngã tư miếu Ông Cù, mình sẽ dẫn vào xem. Ở đây đang có 4-5 căn đang gửi bên mình bán, giá dao động từ 2,2 tỷ cho đến 3,2 tỷ tùy theo vị trí. Và căn nhà này em đang giới thiệu cho khách hàng là căn nhà 2,8 tỷ đồng và còn được thương lượng trực tiếp chủ nhà nữa. Căn nhà này chủ nhà mới ở được khoảng vài tháng do nhu cầu công việc nên là chuyển chỗ ở, để lại căn nhà tâm huyết cho chúng mình, tặng một số nội thất để lại cho khách hàng mua nhé. Cửa chính ngoài đây được chủ nhà làm hai lớp cửa này, ở ngoài là một lớp cửa cuốn đức và phía trong là một lớp cửa nhôm sinh pha cộng kiến cường lực ngay ở mặt tiền nhé. Mặt tiền này được chủ nhà ốp đá lên hết trên luôn, có gắn chuông này. Di chuyển vào trong đây, mình có phòng khách rộng này. Sàn thì được chủ nhà lót gạch bóng kiến giả đá loại 1 khổ 80. Hai bên hông được chủ nhà trang trí các bức tranh, những khung tranh rất là đẹp. Phía trên là hệ thống trần trí thạch cao, được chủ nhà trang trí các đường gân đường chỉ, những họa tiết hoa văn được chủ nhà sơn nhũ đồng rất là đẹp nhé. Cộng với quạt trần thoáng mát ngay không gian phòng khách này. Ngang 4 sâu 16 hướng Tây. Bây giờ mình cùng di chuyển vào trong khu bếp nấu ăn. Ở đây mình có khu bếp rất là rộng nha. Ở đây mình kê bồn ăn 4 ghế 6 ghế thoải mái ngay không gian này. Ở đây mình có không gian kê tủ lạnh hai cánh thoải mái này nha. Mình để thêm máy nước uống vô tư ngay không gian này. Không gian căn bếp rất là rộng nha. Chủ nhà đóng hai dàn tủ trên và dưới. Vách thì được chủ nhà ốp kính cường lực sơn màu xanh nước biển rất là đẹp nha. Bếp mà ốp kính cường lực thì vệ sinh lau chùi rất là dễ. Ở đây mình có bàn đá hoa cương cũng như bếp điện âm tường ngay đây. Phía trên mình có không gian, ngay không gian căn bếp này rất là đẹp này. Trên đây chủ nhà đi các đường gân đường chỉ thạch cao cũng như quạt trần đèn chùm ngay không gian căn bếp nhé. Di chuyển về phía cuối căn nhà, mình có lối thoát hiểm 1m ở đây. Mình có cửa mở ở đây 1m nhé. Ở đây mình có phòng tắm ở cuối căn nhà, phòng vệ sinh. Nội thất cơ bản rất là ok nhé. Vòi tắm đứng xen thiền, bần cầu Toto và chậu rửa mặt xịn sò ngay đây. Bây giờ mình di chuyển lên trên nhé. Quý hàng mình nhìn lại không gian từng trệt một lần nữa. Công năng sử dụng căn nhà này gồm gara đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ, có ban công trước. Cầu thang này được chủ nhà làm đá đen kim sa, tay vịn gỗ gò đỏ và kiến cường lực. Quý hàng đang xem nhớ ấn đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới nhất mình đưa lên để cho quý hàng mình xem
để tham khảo. Nếu có nhu cầu mua thì hãy alo cho mình theo số điện thoại 0973 114 255. Hẹn gặp mình ngay vòng xoay An Phú hoặc ngã tư Miếu Ông Cù hoặc chợ Phú Phong, mình sẽ dẫn vào xem nhé. Ở đây mình có phòng ngủ đầu tiên ngay tầng lầu này. Phòng ngủ này rộng khoảng hơn 20 m², rất là rộng rãi nhé. Phía sau có cửa sổ mở ra lối thoát hiểm để lấy sáng và lấy gió ngay không gian ở ngoài. Sàn trên đây được chủ nhà lót gạch bóng kính da gỗ rất đẹp. Ở đây mình có phòng vệ sinh, phòng tắm riêng ở trong phòng ngủ này nhé. Nội thất cơ bản rất là ok. Bây giờ mình di chuyển sang phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ này rộng khoảng gần 40 m², rất rộng nha. Phòng ngủ cực rộng luôn. Đây cũng có phòng tắm riêng trong phòng này. Nội thất cơ bản rất là ok nha. Cửa nhôm sinh pha, bồn cầu đúc tô tô. Phòng ngủ cực rộng luôn. Đây là ít đồ. Phía trước có ban công trước nhé. Phía trên là hệ thống trần trí thạch cao, hệ thống đèn chiếu sáng ngay phòng ngủ thứ hai này. Bây giờ mình sẽ di chuyển lên trên để tham quan hết trên nhé. Bác nào đang xem, nếu chưa ấn đăng ký kênh thì vui lòng ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất mà em đưa lên hàng ngày để cho mình tham khảo. Và nếu thấy căn nhà này đẹp thì hãy tặng cho mình xin một like chia sẻ nhé. Và bác nào đang có nhu cầu xây nhà sắp tới thì có thể lưu video này về để lúc cần có thể mở ra xem để tham khảo xây theo mẫu này. Ở đây có phòng thứ tư, mình đây làm phòng giặt, sân phơi và có nhà vệ sinh riêng luôn nhé. Đây mình cũng có thể làm phòng ngủ thứ tư được này. Đây phòng giặt, đây có cửa sổ bên đây nhé. Phòng vệ sinh riêng, nội thất cơ bản rất là ok này. Tất cả hệ thống cửa nhà này đều được chủ nhà đi cửa nhôm sifa màu xám cộng kính cường lực. Cầu thang thì được chủ nhà làm cửa gỗ gõ đỏ và kính cường lực rất đẹp nhé. Không gian của cầu thang này, chủ nhà để một giếng trời ngay giữa cầu thang này để lấy ánh sáng tự nhiên. Bây giờ di chuyển sang phòng ngủ thứ ba. Phòng ngủ này cũng rất rộng nha, do chủ nhà không có nhu cầu ở tới, phòng còn nguyên luôn. Nhà 4 phòng ngủ. Bây giờ di chuyển sang phòng thờ phía trước cũng như ban công. Ở đây mình có phòng thờ rộng rãi nhé. Phía trước đây được chủ nhà làm rèm và cửa đầy đủ hết ở đây rồi. Lan can được chủ nhà út sắt đúc, sơn nhũ đồng rất là đẹp. Đây là mẫu nhà Cityland. Đường phía trước này. Ở đây đang có 4-5 căn đang gửi bên mình bán. Căn nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá rất là mềm, chỉ 2.800.000.000 đồng, còn được thương lượng trực tiếp với anh chị chủ nhà đấy nhé. Bác nào có nhu cầu đi xem thì hãy alo cho em theo số điện thoại trên màn hình. Hẹn gặp em ngay ngã tư Miếu Ông Cù, em sẽ dẫn vào xem. Rồi, cảm ơn khách hàng đã theo dõi video, mình xin được kết thúc video tại đây.